Mình mới mượn được Samsung Galaxy Note 20 Ultra và Galaxy Note 20 Ultra 5G. Bây giờ mình sẽ unbox cho anh em xem là hai cái điện thoại Note Ultra mới bán ra Việt Nam này nó có cái gì hay. Trước tiên là cái Note Ultra, đây là cái phiên bản Mystic Black, tức là màu đen huyền bí. Mình thấy nó sản xuất ở Việt Nam năm 2020. Tuyệt vời. Và nó có RAM là 8GB và ROM là 256GB. Đó là hai cái mình nhắm quan tâm. Còn cái Note 20 Ultra 5G này mình mượn được là cái màu Mystic Bronze, tức là cái màu đồng ánh kim huyền bí theo như tên gọi Samsung. Nó sẽ có RAM là 12GB và ROM là 256GB. Cái này cũng sản xuất tại Việt Nam và cũng mới sản xuất năm 2020 thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở ra coi nó có cái gì. Khi mà anh em mua, anh em nhớ nha, cái siêu này nó phải chưa được bóc. Và mình sẽ bóc nó. Tương tự cái này cũng vậy. Mình sẽ mở con Note Ultra trước đi. Đây, quá đẹp. Đen. Đó. Rất là đẹp. Mặt trước thì nó sẽ rất là giống cái Note 10 Ultra. Nhưng mà tí xíu mình sẽ kỹ hơn xem là trong hộp nó có cái gì. Đó là máy nè. Rồi chúng ta sẽ có một cục sạc theo tiêu chuẩn của Việt Nam. Và ở đây Samsung ghi là Super Fast Charging. Thì nó ra cổng C, được làm tại Việt Nam nè. Điện ra là 25W nè. Đó, nó có nhiều cấu hình sạc, nhưng mà trong đó cái cấu hình sạc cao nhất anh em có là 25W. Rồi tiếp tục, còn nó có gì nữa. Chúng ta sẽ có một cái sợi dây hai đầu C rất là xịn. Đây, hai đầu C của Samsung rất là xịn. Mình có một cái sợi tai nghe với cái đầu cắm là C. Và cái tai nghe này có cái brand AKG ở trên tai. Nó có cái phần trước cái tách làm đôi á, đến cái giắc cắm C là bằng dù, rất là xịn, rất là đã. Thì mấy cái tai xịn hay có cái này. Rồi trên này thì chúng ta sẽ có cái phần điều khiển âm lượng, ở phần bấm trả lời. Nó nằm ở bên cái tai bên phải của anh em. Tức là đeo như vậy nó sẽ nằm ở đây. Cái hộp này để mình xem nó có gì. Hộp này chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt rất là rõ ràng. Chúng ta sẽ có một cái cây lấy sim nhỏ nhỏ ở đây. Đó là những cái gì chúng ta có. Tuyệt vời, năm nay Samsung không có tặng thêm cái case nhựa. Mình nghĩ rằng là cái ốp nhựa nó không nên tặng. Cảm ơn Samsung. Rồi, đó là cái Note 20 Ultra. Bây giờ mình sẽ mở cái Note 20 Ultra 5G. Thì cái Note 20 Ultra 5G này nó sẽ là cái điện thoại có cái màu đặc trưng của Samsung năm nay. Đó là cái màu đồng ánh kim huyền bí. Nhìn rất là đã. Hộp của nó cũng những cái thứ tương tự như là Note 20 Ultra. Cũng sạc, cũng cáp, cũng y chang vậy. Thôi, bỏ qua. Bây giờ mình sẽ nói về cái máy ha. Đây là cái màu đồng ánh kim huyền bí. Cái này anh em thấy là nó nhám, rất là đã, rất là sang trọng. Đó, cái cụm camera thì nó màu đồng, nó sáng hơn chút xíu. Mặt trước nó có một miếng dán, nhưng mà đây không phải là miếng dán bảo vệ màn hình nha anh em. Đây là cái miếng dán mà nhà sản xuất họ để thôi, cho đó là anh em muốn có một cái trải nghiệm màn hình tốt hơn thì anh em lột ra. Mình sẽ để cái màu đồng ánh kim ở đây, quay lưng lên và mình sẽ cầm cái máy màu đen huyền bí. Trước tiên là về thiết kế thì anh em thấy rằng là cái Note 20 Ultra hay Note 20 Ultra 5G nó có một thiết kế chung và kích thước chung. Về mặt trước thì nó sẽ có cái thiết kế tương tự như là cái Note 10 với cái màn hình tràn viền và mép trên, mép dưới rất là đẹp. Cái màn hình nó có một cái camera nhỏ xíu ở phía trước thôi. Thì cái này Samsung gọi là cái Infinity O. Cái tấm nền mà Samsung sử dụng đó là cái tấm nền AMOLED 2X. Thì cái tấm nền này nó có cái độ làm tươi là 120Hz. Và cái độ phân giải của nó là Quad HD cộng. Thì nói chung là cái tấm nền này là cái tấm nền mà mạnh mẽ nhất và xịn sò nhất hiện nay rồi trong thế giới điện thoại. Đây là cạnh dưới của nó, anh em sẽ có cái lỗ USB-C ở đây, mic ở đây, loa ở đây. Và chúng ta sẽ có cái chỗ đẩy cái S Pen ở đây. Thì anh em thấy rằng là cái S Pen bây giờ nó nằm ở bên trái chứ không phải nằm bên phải như là Note 10 nữa. Và chúng ta lấy ra, S Pen sẽ có màu cùng màu với máy như vậy. Rồi bên hông thì nó sẽ bo rất là đẹp, rất là xịn. Bởi vì đây là cái điện thoại cao cấp nhất của Samsung, do đó khi mà anh em cầm lên em cảm nhận được cái sự sang trọng của nó. Ở trên đỉnh thì chúng ta sẽ có cái mic ở đây và cái khay SIM ở đây. Bây giờ mình sẽ mở khay SIM ra. Rồi, khay SIM ở trên đỉnh. Đây, khay SIM này chúng ta sẽ có một SIM Nano, một
sim khác nano, và cái sim thứ hai có thể gắn thành thẻ nhớ cũng được. Cái máy này nó có bộ nhớ trong là 256GB, anh em có thể nhấn thành thẻ nhớ thì tùy, có thể rất là nhiều, 1T với lại 256 rất là nhiều. Về mặt lưng thì trước tiên anh em lưu ý rằng là cái Note 20 Ultra hay Note 20 Ultra 5G, cái phiên bản màu đồng này nó sẽ cái mặt nhám, màu đen màu trắng là mặt bóng đó, nhám, và nó được trang bị cái lớp kính mới nhất hiện nay Gorilla Glass thế hệ thứ 7. Mình thích cái này hơn bởi vì rờ và nó sẽ không bám vân tay, thế mình rờ quá trời rồi nó không bám vân tay và nó rất là đẹp. Về cụm camera thì anh em thấy rằng là nó khá là lồi so với mặt phẳng chung của máy. Tuy nhiên bởi vì cụm camera này nó quá nhiều thứ tuyệt vời nên do đó là nó cần lồi như vậy. Thứ nhất, chúng ta sẽ có cái camera ở trên cùng là cái camera siêu rộng 12 megapixel. Tiếp theo, camera ở giữa là camera chính, nó có cái độ phân giải là tới 108 megapixel và nó mở khẩu được tới 1.8. Ở dưới này nó là một cái camera zoom dạng tàu ngầm và nó có độ phân giải là 12 megapixel, nó có thể zoom tới 50x. Ở bên này chúng ta sẽ có đèn flash và ở dưới nó là một cái hệ thống hỗ trợ nét bằng laser, thì cái này nó sẽ giúp cho cái máy lấy nét nhanh hơn. Đó là cái phần cứng của camera, đây là cái phần mềm. Trước tiên mình muốn thử cái sự chuyển nét nhanh dưới hỗ trợ của cái laser thì nhận thấy rằng là gần như ngay tức thì nó chuyển nét cực kỳ nhanh. Tiếp theo mình nói về cái chuyện zoom đó. Trên cái con Note mới này của Samsung thì bây giờ họ đã hỗ trợ cho chúng ta cái trợ lực zoom, do đó là khi mà zoom thì cái hình ảnh nó lướt qua rất là mượt mà. Bây giờ nói về cái chuyện là zoom mic. Trong cái video mà chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ có một cái option là anh em có thể dùng cái mic Bluetooth để làm cái mic ghi âm. Tức là chúng ta sẽ có rất là nhiều lựa chọn về microphone khi mà quay phim. Omni, tức là tự động đến xung quanh, có thể dùng trước, sau, dùng mic qua USB hoặc là dùng Bluetooth. Thì trong đó cái Bluetooth là rất là quan trọng, tức là anh em có thể dùng những cái tai nghe Bluetooth để làm mic khi mà quay âm bằng Galaxy Note 20. Đó, thì mình sẽ thử cái này sau. Đó, về camera thì mình muốn chia sẻ với anh em sơ sơ như vậy thôi. Một cái nâng cấp rất là quan trọng đối với Note năm nay đó là cái khả năng nhận dạng cái nét viết giữa cái bút về màn hình. Samsung nói rằng là nó đã nhận dạng nhanh hơn mấy chục phần trăm so với lại những thế hệ trước. Thì rõ ràng là như vậy, thì bây giờ khi mà anh em viết hay là anh em vẽ lên màn hình như vậy nè, thì anh em cảm nhận được nó thực tế hơn, nó thật hơn. Như đó là cái điều quan trọng. Bởi vì đối với một chiếc Galaxy Note á, thì cái bút nó quan trọng, do đó là tất cả những cái nâng cấp về cái bút đều mang lại cái trải nghiệm tốt hơn. Ngoài cái việc nhận dạng chữ nhanh thì năm nay Samsung trang bị cho S Pen cái khả năng nhận những cái lệnh không chạm đó. Ví dụ như là mình có thể làm như vậy thì nó sẽ back lại đó, hoặc là mình làm những thao tác khác nhau đó, trong cái menu này đó, như vậy là select màn hình hay là như vậy là chụp màn hình đó, thì như vậy là anh em có thể thao tác với nó không chạm. Mình không thích cái này lắm nhưng mà mới thì mình giới thiệu với anh em cho anh em biết vậy thôi. Mình thích cái này nè, bấm và giữ cái nút này nó sẽ mở camera trên này, sau đó bấm cái nữa thì nó chụp đó, thì cái đó là cái mà mình thích. Rồi, đó là về S Pen. Về cái màn hình á, thì chúng ta sẽ có cái màn hình Samsung gọi là AMOLED 2X. Cái điểm quan trọng của cái màn hình này á, nó sẽ làm tươi với cái tốc độ 120Hz. Thì như vậy, anh em sẽ thấy cái nội dung lướt qua màn hình á, nó mượt hơn rất là nhiều so với lại 60Hz ngày xưa. Và bây giờ cái số lần lấy mẫu cảm ứng ở trên màn hình nó tăng lên gấp đôi. Ngày xưa 120Hz, bây giờ là 240. Như vậy là anh em chơi game nó sẽ mượt hơn, em touch nó sẽ nhạy hơn, anh em làm gì trên màn hình nó cũng sẽ nhạy hơn đó. Nhưng mà anh em lưu ý rằng là nó sẽ hoạt động ở cái độ phân giải Full HD cộng và HD cộng thôi. Nếu anh em nâng lên cái độ phân giải mà 4K thì nó sẽ không có dùng cái tốc độ làm tươi mới. Em lưu ý chuyện đó, mình để Full HD cộng thôi. Màn hình thì chúng ta thấy là nó vẫn cong hai bên ở cái phiên bản Ultra và Ultra 5G như vậy. Nó vẫn có một cái lỗ nhỏ nhỏ ở đây cho cái camera. Nói chung cái màn hình ở cái thế hệ này thì rất là đẹp, rất là tuyệt vời rồi, không nói gì thêm. Về phần cứng thì chip sẽ là Exynos 990, RAM của cái con Ultra 5G này là 12GB, bộ nhớ lưu trữ là 256GB. Còn đối với con Ultra này thì RAM sẽ là 8GB, bộ nhớ lưu trữ cũng là 256GB. Chúng ta còn cái khe thẻ để anh em có thể gắn thẻ vô cũng được. Về phần mềm thì chúng ta thấy rằng là máy chạy Android 10 và cái phiên bản One UI đó là 2.5. Trang chủ nó sẽ là như vậy, trang App Store sẽ là như vậy. Tận cùng của bên trái nó sẽ là cái trang để anh em có thể thiết lập rất là nhiều thứ tự động và như vậy. Thì mình rất thích cái trang này bởi vì mình có thể xem được nhiều thứ mà nó gợi ý cho mình hơn là những cái gì mình chủ động mình tìm kiếm. Rất là nhiều thông tin. Và bởi vì đây là cái máy
ở Việt Nam, do đó anh em có thể xài được cái như là Samsung Pay. Đó thì mình thích xài cái Samsung Pay bởi vì nó mang cho mình cái trải nghiệm tốt hơn. Chúng ta còn rất là nhiều thứ như là Galaxy Gift hay là những thứ khác nữa. Thì đó là cái máy chính hãng là như vậy. Đây là cái Note 20 Ultra 5G. 5G là điều quan trọng bởi vì là trong tương lai chúng ta sẽ có mạng 5G, và nếu anh em có cái máy này thì anh em không cần phải làm gì hết, anh em cứ bật lên và anh em xài thôi. Còn đây là cái phiên bản bình thường không phải 5G. Đó. Cơ bản thì là như vậy. Bọn mình sẽ thử nghiệm nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và chia sẻ với em trong những cái video, trong những cái bài sau. Xin cảm ơn anh em.